Thưa khán giả, khi mà mình nói về đi Cancun của Mễ, nhiều người hay nghĩ đến cái cảnh này đúng không? Còn nếu mà Khang nói với khán giả kỳ này Khang đi Cancun cùng gia đình thì bị cảnh này. It's too crazy kid over there, guys. Too crazy. Nhưng mà không sao. Mặc dù mưa gió bão, mình cũng có thể có chuyện làm ở Cancun kỳ này. Mình đi 6 ngày thì mình sẽ làm gì tại Cancun? Mà nếu mà nói về Cancun thì cũng không đúng. Cái này không phải là Cancun, cái này là Riviera Maya, là một thành phố nằm giữa Cancun và thành phố Tulum. Và hôm nay mình sẽ có khán giả được trải nghiệm đi Cancun có cái gì đặc biệt, nhất là trời mưa bão thì làm cái gì. Xin khán giả cùng theo Khang và gia đình An được trải nghiệm đi Cancun Mễ Tây Cơ. Ok, và kính khán giả một lần nữa trở lại chương trình Passport to Thành Công. Thì trong tuần vừa qua khán giả cũng có xem một cái video mình đi Cancun trong mưa bão. Và trong video mình đã nói về ba điều mình có thể làm khi bão hay không có bão tại Cancun Mễ Tây Cơ. Đó là đi bơi, đi ăn và đi xem show. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục phần thứ hai nè. Thường phần này mình sẽ highlight thêm một vài điều khác mình có thể làm khi mà mình ở trong một cái khách sạn gọi là all inclusive, là có đầy đủ hết. Và mình cũng sẽ nói về cái khách sạn kỳ này Khang và gia đình đã ở, đó là Barcelo Maya. Nó có khác biệt với những cái khách sạn mà Khang đã ở trong những năm qua. Và đặc biệt mình cũng có một cơ hội mình sẽ review sân bay quốc tế mới, gọi là Tulum International Airport. Ok, let's go. Ready for the trip? It's going to take you to Disneyland. Dĩ nhiên khi mình có những cơn bão kiểu này, mình không có dám book những cái tour đi ra khỏi hotel. Nhưng điều lợi khi mà mình ở trong một cái inclusive hotel kiểu này, mình có những cái nơi nhỏ để đi shopping, mua đồ lưu niệm, souvenir. Hôm nay mình sẽ nhảy lên xe bus nè. Họ sẽ chở mình tới một cái chợ nhỏ để mình mua và tìm hiểu những cái souvenir. Và mình sẽ tìm cách mình chạy giá nè mọi người. Chắc chắn là ở Mễ cũng như là ở Việt Nam vậy thôi, phải chạy giá. Ok, cùng đi với gia đình Khang nè. Mình nói all inclusive thì cũng không đúng, vì ở trong những cái khu vực hotel này đều có những cái nơi mà dành cho những người lớn hay là adult only. Như là khán giả đang xem một cái hotel trước mặt mình đang. Nói chung Khang chưa bao giờ có cơ hội bước vào những cái hotel kiểu này, vì mình có con nhỏ, cho nên nếu mà ai đã vào rồi có thể cho Khang biết nè. Hay là sau này mình có cơ hội mình sẽ làm một cái video tìm hiểu thêm về những cái hotel cho người lớn only. Cái chỗ chính đang gọi là cái mall, Barcelo Mall. Và hôm nay trời mưa nên đóng cửa hết nè mọi người. Nhưng mà này đặc biệt là có cái tiệm casino ở đây cho những người lớn. Casino nè, casino nè. It's pretty small, huh? Your dad's already looking in. He's finding the spot. Casino, casino. Thì cũng đúng, sòng bài cũng rất nhỏ nè mọi người. Nhưng mà thôi, mình sẽ nói về sòng bài sau này nè. Vì cái casino đây chỉ mở cửa từ 8 giờ tối đến 3 giờ sáng thôi nè. Bây giờ mình sẽ bước qua một cái chợ nhỏ nè để tìm hiểu và mua sắm những cái đồ lưu niệm. Và chắc chắn mình sẽ tìm cách mình trả giá nè mọi người, coi nó có giống như là ở Phúc Lộc Thọ của mình không. Oh, you want a little purse? You have so many purse already. Yeah. Luce Libre Matt Mama.
Thực ra lúc này Khang cũng rất là muốn sắm cho mình một cái mặt nạ Lucha Libre, đó là người đấu vật. Nhưng vì đầu Khang to quá, cái mặt nạ này nó không có vừa, nó chỉ dành cho con nít thôi. Và đó cũng hên, mình đã không xài tiền mua những cái đồ lung tung. Ví dụ kéo ngược ra, kéo nó mới chạy. Nó ngồi lên nó. Lúc nó quay hồi xưa hả? Mama, do one more time, Mama. Practice your childhood. Cái dụ, cái dụ. Ready? Go. Yeah. You're so good, Mama. You still have a childhood. Còn nói về giá cả thì sao? Bên mẹ họ dùng tiền peso, khoảng là 17 hay tới 18 peso, là một đồng đô la Mỹ của mình. Mình mua đồ thì mắc hay rẻ? Thì cái này Khang cũng không biết nè mọi người. Nếu ai đã đi Mỹ Tây Cơ nhiều rồi thì có thể comment cho mình biết. Nhưng mà khi mà Khang mua thì Khang sẽ ráng trả giá. Ví dụ như họ đòi 20 peso thì Khang sẽ cắt nửa đi, nó thành là 10 peso. Và sau đó họ có thể lên một chút rồi mình xuống một chút. Thì cái đó có đúng không? Cái là cách mà mình trả giá hay là bargain? Quý khán giả nghĩ sao? Cứ như là họ đưa mình 50 thì mình cắt nửa thành 25. Thì cái này ai biết thì cho Khang biết nè. Ok, đó là một cái cách mà mình mua sắm tại Mỹ phải trả giá nè mọi người. Không thôi họ chém mình đó. Rồi nó đang đi vô hỏi bao nhiêu tiền mà được cho. Oh, you right there. God, you're so cute. Bao nhiêu? 400 peso là 17 rồi. 17 peso là 1 đồng. $25 for two? Yeah. That's pretty good. Bao nhiêu con? $5. Hai cái hả? Yeah, but why you want so many? Khi mình đến những cái chợ nhỏ kiểu này, người nào cũng khuyến khích Khang phải nên trả giá. Mình trả giá vì mình không muốn bị lừa. Mặc dù nó cũng bớt được một vài đồng thôi, nó cũng khá đáng không? Khán giả có đề nghị gì? Xin khán giả bỏ vào comment nha. Và tiếp tục trong phần video này, mình sẽ nói về tiền tip hay là tiền bo. Nếu mình đi những cái all inclusive hotel hay resort kiểu này thì mình có cần cho tiền tip không? Mà nếu mà cho thì phải cho bao nhiêu? 1 đồng, 10 đồng, 100 đồng. Quý khán giả nào đi rồi thì xin hãy tiếp tục chia sẻ để giúp mọi người nè. Nhưng mà hôm nay mình cũng đặc biệt, mình sẽ tìm hiểu về những cái đời sống của những người làm trong cái resort ở đây. Họ sống ở đâu? Họ là những người cư dân vòng quanh những cái hotel. Xin khán giả tiếp tục theo phần kế tiếp nè. Let's go. Genevieve. While inside, everything look normal. Mọi thứ đều nhìn bình thường như là một cái restaurant bình thường. Nhưng mà nếu mà mình nhìn một vài feed outside thì bão lớn, rất là nhiều bão mọi người. Đúng là một cái tropical storm, trận bão từ Gulf. After 4 days, we're all vegetarian. Everybody become vegetarian. Thì sau những bữa ăn nào tại cái all inclusive resort, mình cũng phải nên bỏ tiền tip nè mọi người. Cúp đầu thì thường thường Khang hơi quen, giống như là mình ở Mỹ, mình bỏ 5 đồng đến 10 đồng. Nhưng mà sau này Khang mới biết rằng
cái đó hơi nhiều. Các người khuyến khích Khang bỏ 1 đồng là đủ rồi, 2 đồng hoặc 3 đồng thì thường thường Khang thường bỏ 3 đồng. Khán giả nào mà đã đi Cancun, Mễ Tây Cơ rồi thì nghĩ này, cái này có đúng không? 1 đồng thì quá ít không? 3 đồng thì hơi nhiều không? Khán giả nghĩ sao? Xin khán giả cho lời chia sẻ năng. À, còn một điều Khang muốn hỏi nữa là nếu mà khán giả nào mà cho tiền bo hay tiền tip đó thì mình có nên cho trước hay là cho sau cái bữa ăn? Kỳ này thì Khang đi, Khang cũng có một vài người để khuyến khích Khang nên cho tiền tip đầu bữa ăn. Và lý do là những người giúp bạn họ sẽ giúp mình tận tâm hơn khi mà họ biết họ đã được tiền tip. Còn nếu mà mình cho sau thì mình sẽ không có nhờ họ được nhiều lắm vì họ không có biết mình có cho tip bao nhiêu. Còn Khang thì Khang không đồng ý lắm. Khang nghĩ mình không muốn dựng lên một cái gọi là truyền thống hay là một cái culture của những người làm ở đây, lúc nào họ cũng expect hoặc là phải demand phải có tiền tip thì họ mới giúp mình tận tâm, tận lòng. Như là một người nào đi về Việt Nam đó, nếu mà mình tới sân bay thì nhiều người có vấn đề là phải cho tiền thì họ mới giúp mình. Thì theo Khang nghĩ tốt nhất mình cũng phải có tip, nhưng mà nên cho khúc sau. Vì một lần nữa mình không có muốn tạo lên một cái truyền thống là họ phải bắt buộc mình phải có tiền tip mới giúp đỡ cho mình. Hầu hết những cái service tại các resort lớn all inclusive ở đây thì Khang nói nó là the best of the best. Những người làm ở đây lúc nào cũng hỏi mình ăn có ngon, cần cái gì không. Thì cũng có thể là họ làm vì cũng muốn được tip nhiều, hoặc họ bắt buộc phải check in với mọi khách hàng. Này là lần thứ 2 Khang đã đi all inclusive hotel hay resort. An cũng hay muốn hỏi rằng những người làm ở đây họ ở vòng quanh những cái thành phố gần đây, hoặc họ làm theo cái công ty của cái một cái resort company. Thì Khang đã có cơ hội Khang nói chuyện với một người giúp bàn. Cô ta đã nói rằng những người làm ở đây đều không có sống gần resort, họ sống rất là xa. Nhiều người từ thành phố vào, một cái company đã luyện tập họ và sau đó đưa người ta vào những cái resort để làm những cái công việc khác nhau tại resort. Và ở trong cái resort thì có một cái khu vực cho những người làm ở đây, họ đều ở đó. Thì Khang mới nghĩ rằng cái này cũng là đúng ha. Hồi xưa giờ Khang hay nghĩ rằng là chắc những người sống ở gần những cái resort ở đây, họ xin công việc làm, họ vào đây họ làm. Nhưng mà nó cũng sẽ tạo ra một cái vấn đề không có thuận lợi với những cái resort. Có thể là họ đem người nhà vào đây ăn uống miễn phí và coi như là không có theo cái luật. Vì đó Khang nghĩ phần trăm rất là lớn những người làm ở đây đều sinh sống ở từ xa. Và để cho những cái resort này có thể tránh được cái vấn đề gia đình, người thân sử dụng cái resort miễn phí. Quý khán giả nghĩ Khang nói có đúng không? Xin khán giả một lần nữa nè, cho một vài chia sẻ nè.